Ok, chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em gửi đến tất cả các bác. Đây là trước mặt các bác, đây là hai lô đẩy 4 kênh với hai mẫu. Một mẫu là mẫu Lex Aquatic có màn hình LCD, còn có rất nhiều nhé. Và đây là mẫu Samsung AU4x1200LXA, 4x1200LXA có rất nhiều. Mỗi mẫu về được khoảng 60 con, 60 máy, đầy bao đẹp, bao hay, bao xịn sò cho anh em. Đều là mẫu đẩy 4 kênh, nguồn to, máy gấu. Đây là mẫu đẩy Samsung này, Samsung nhé. 4 kênh, 1 kênh, 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh. Ở mỗi kênh của nó là 1000W. Cái mã nó 1200 thôi nhé, nhưng mà kênh này nó là 1000W một kênh. Đều là chạy 80 sò LG, đều là chạy 80 sò. Trong đó có 64 sò LG, các bạn nhớ nhé. 80 sò này, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 80 sò nhé. Trong đó có 64 sò là gì? Có 2, 4 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14, 16, 16, 32. 32 bên này là 32, nữa là 64. Đều là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 quả tụ. Nguồn to máy gấu là mẫu Samsung. Con này thì bán là 6 triệu bao ship đầy đủ dây rắc nhé. Còn mẫu Lex này, mẫu Lex có màn hình LCD. Màn hình này ấy, thì nó hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ quạt, điện áp, chế độ làm việc và nhiệt độ của từng kênh. Đây nó có cảm biến nhiệt độ này. Đấy, cảm biến nhiệt độ của từng kênh một cho các bác nhé. Nguồn to máy gấu đẹp long lanh, đều là 80 sò, trong đó có 64 sò là gì. Con này thì nó có màn hình LCD, màn hình số thì cho các bác nó hiển thị rõ ràng, báo nhiệt độ rõ ràng và cực đẹp. Nói chung là thiết kế nó rất là đẹp, gọn gàng. Ok chưa? Mẫu này thì đã bán 6,5 triệu bao ship và tặng giấy rắc đầy đủ nhá. Cổng đằng sau ấy thì nó đầy đủ luôn này. Đây là của Lex nhá. Lex này. Nó có 4 đầu vào, 4 cổng linh và 4 đầu ra. 4 đầu ra cho các bác. Con này cũng thế này, có 4 đầu vào này. 2 này, 4 này, 4 là cổng linh này. Cổng linh này cho các bác. Và đầu ra cọc đỏ đen đầy đủ. Đấy, cọc đỏ đen đầy đủ cho các bác. Thiết kế đẹp, máy gấu hàng chất, bảo hành chính hãng 1 năm. Ok chưa? Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhá. 6,5 triệu con này và 6 triệu con này. Đấy, anh em có nhu cầu gì thì cứ nhắn tin đến số điện thoại 0398 192 198 giúp em. Cảm ơn tất cả các bác. Chào các bác nhé.